Hello chị. I feel like a cool girl. Hello chị. I feel like a cool girl. Cái gì con đi học vậy ơi? Cái gì con đi đâu? Okay. Lại cái con đi đâu? Xin chào cô bác cô chú con đi ông ngoại. Ông ngoại đâu, ông ngoại đi học ba lê. Đi học ba lê. Đi học ba lê xong rồi mới đi nhà ông nội chứ không phải ông ngoại. Hello xin chào cô chú anh chị ơi. Sáng nay Kim đi làm hả mọi người, xong rồi ba chị sẽ chở chị đi học ba lê, xong rồi đi về sẽ chở chị qua nhà ông bà nội. Tối nay chị sẽ ngủ nhà ông bà nội, tại vì tối nay á là Kim với Tony đi ăn tiệc sinh nhật cái chị đối diện nhà Kim luôn. Chị 40 tuổi hả mọi người, đi tối khuya lận cho nên là không có dẫn chị theo. Hello honey. Hello honey. Mẹ ơi, no good night. Why? I feel late all the time. No, don't ask me to do it. I'm not doing it. Hello, honey. What am I gonna get tonight? Hello, honey. What am I gonna get tonight? Make yourself Daddy. Look bad. Good. Look no good, nah. Honey, that's why the people have said you're difficult. Good. Hello, honey. Good, I'm difficult. Hello, honey. Hello, honey. Daddy, just do it. Hello, honey. Xin chào con ba cô chú. Baba today no đi học. Không đi học, không đi làm no luôn. No đi làm. Đi chơi. Only đi chơi. And ăn ông bia. Sáng nay thấy trời nắng nè mọi người. Sáng nay 14 độ. Mà sao thấy trời vẫn mây mù giăng lối nha, không biết hôm nay có mưa không mọi người à. Chiều nay người ta mời tiệc sinh nhật là lúc 7 giờ rưỡi hả cô chú anh chị. Thì Kim đi làm bình thường là khoảng 5 giờ mấy á, 5 giờ rưỡi á là mới bắt đầu về tới nhà cũng gần 6 giờ. Tắm rửa thay đồ làm tóc trang điểm này nọ đó. Rồi đi tới đó. Nhưng mà mình không cần phải đến sớm nữa. Vì khi đến sớm cũng chưa có nhiều người, mình từ từ mình đi cũng được. Ta mời 7 giờ rưỡi thì 7 giờ rưỡi ở nhà mình đi. Guten Morgen. Guten Morgen, wie geht's einen? Don't you dare. Don't wash your mouth out with soap. In the meantime, listen, have you organized your taxi yet? Yeah, I did it last night, mate. All right. Well, all I'm going to say is, I'm not going to be drinking much, I was going to say, I'll run this down. Đã tới nơi rồi nè, cô chú anh chị ơi. Rất là sớm luôn. Vẫn chưa có đến giờ nữa đó, từ cái nhà Kim đi xuống đây lái xe là chưa đến 10 phút ha. Mà Tony lúc nào cũng gấp gấp á, ảnh lúc nào cũng phải đi đến nơi mà sớm cả 20 phút vậy đó. Mà Kim nói là chưa có đến giờ mà đi cái gì mà ảnh cứ cằn nhằn, ảnh nói là Kim trễ giờ, thật ra Kim có bao giờ trễ giờ đâu. Tới nơi rồi nè, bây giờ ngồi trong xe đợi. Xin chào con bà cô chú, Baba and Chichi ăn sáng. Đi ăn sáng. Đi ăn sáng. Yeah. Baba Chichi go đi ăn sáng. Tony hay nói xin chào ông bà cô chú là kiểu như là Tony nói theo Chichi ha. Bữa cũng có bạn comment nói là nói Tony đừng có chào ông bà cô chú nghe nó. Tại vì Tony lớn tuổi rồi đó, chào nghe kỳ quá. Nhưng mà thật ra là giống như Tony chào theo Chichi á. Cho nó vui ha mọi người. Go to cafe and get cafe soda. Cà phê sữa ta. Chi à? Bây giờ mẹ gặp con thì mẹ chia tay Chi luôn, là ngày mai mới gặp lại Chi á nha. Right, come on babe, we need to go. It's nearly 2 minutes soon now. Nha. What? See you tomorrow then. You're not gonna see me today. Nha. Yeah. Chi go to grandma's later. Ừ, Chi đi nhà ông bà nội á, chút nữa ba chở Chi đi học múa xong rồi về đi nhà ông bà nội là tối nay Chi ngủ đó luôn. Là Chi phải ngoan nha. Nha. Yeah. Bye bye Chi ha. Bye honey. Now, give me a kiss. Bye. Give the girl a kiss. Tell me you love her. No. What time? I call you later. About 5:30. Bye Chi. Chụt chụt mẹ. Chi ngoan nha. Bye bye. Come on then Kim. Let's go. Come on babe. This car is behind.
Bây giờ hai vợ chồng Kim đi sinh nhật hả mọi người? Định là đi taxi nhưng mà cái bác hàng xóm á, cái bác cũng đối diện nhà Kim, nói là bác không có uống được bia rượu nhiều do là bác đang bị bệnh đó. Xong rồi bác nói thôi để bác chở hai vợ chồng Kim đi luôn. Bác hàng xóm này bác 76 hay 77 tuổi gì đó Kim quên rồi. Bác cũng là họa sĩ ha cô chú anh chị. Bác vẽ rất là đẹp và bác cũng có dạy cho nhiều học sinh nữa. Nhà Kim cũng có một cái bức tranh được bác tặng rất là đẹp luôn. Bác rất là hài hước và rất là nghệ sĩ luôn cô chú anh chị. Mình đi tiệc sinh nhật mình phải tự mua nước ha cô chú anh chị. Ở trong đây người ta không có bao gồm cả nước uống. Nước uống, bia, rượu gì đó là mình tự mua khoảng 3, 4, 5 bản Anh gì đó một ly tùy theo mình loại nước mình uống hả mọi người. Ai muốn uống bao nhiêu thì tự mua bao nhiêu của chú anh chị. Bên này Kim thấy đi tiệc hay gì đó là ăn giống như là mình tự phục vụ hả mọi người. Giống như là ăn buffet vậy đó, chứ không có giống như bên Việt Nam mình là mâm cao cổ đầy, một cái bàn quá trời món ăn luôn dọn lên từng món cứ mình ngồi đó là mình ăn thôi ha. Còn bên đây là không có ha cô chú anh chị. À, cái tiệc sinh nhật này nè, chị này không có đãi món nóng mọi người, chỉ đãi món lạnh thôi, giống như xà lách rồi sandwich, những cái món mà ăn lạnh đó. Chị này đặt tiệc sinh nhật ở đây thì cũng giống như là thuê một cái căn phòng, rồi thuê luôn anh DJ đánh nhạc, xong rồi là chỉ đặt thức ăn chỉ mang đến cô chú anh chị. Nó là như vậy thôi đó, là mọi người đến đây giống như là một cái bữa tiệc họp mặt vậy đó. Đến gặp nhau nói chuyện trò chuyện, ăn uống, nước uống thì mình tự mua ha, rồi nhảy múa cùng nhau như vậy một buổi tối. Chứ không phải là đặt bàn, đặt cổ, đặt nhà hàng như ở Việt Nam hả cô chú anh chị. Đãi tiệc kiểu này giống như là kiểu đãi theo tiết kiệm đó mọi người. Còn mình cũng có thể đặt nhà hàng, đặt bàn và đến đó thì gọi món ăn, nhưng mà cái đó thì sẽ rất là đắt hơn nhiều hả cô chú anh chị. Hello, chào buổi sáng cô chú anh chị ơi. Sáng nay tranh thủ hai vợ chồng tranh thủ lúc em Chi Chi vẫn còn ở nhà bà nội, hai vợ chồng Kim đi ra đây hẹn hò uống cà phê ăn sáng nè mọi người. Nhìn cái bữa sáng vậy rất là ngon, nhưng mà Kim ăn được có hai miếng là bỏ luôn đó, tại vì cái sốt lót Kim ăn không có quen đó cô chú anh chị, ăn rất là ngán mà không quen. Xin chào, come back to you. Hello, cô chú. Baba no đi làm. Baba đi chơi. No đi học. Baba đi chơi. No, mình không đi làm, không đi học. Nó sẽ nó được. Hello, cô chú anh chị. Sáng nay hai vợ chồng Kim đi ăn sáng xong rồi sẽ đi mua đàn. Hôm nay là ngày cuối cùng, nhất định là phải mua được. Bây giờ chịu không chịu cũng mua hết trơn đó mọi người. Tuần sau là người ta bắt đầu làm là sẽ kết thúc luôn á, là không có chần chừ nữa đó. Xong rồi mua đàn xong cái đến nhà ông bà nội Chi đón Chi về hết của chú anh chị. Xong rồi buổi chiều sẽ có hai anh Chi đến nữa. Sáng nay được 16 độ mọi người, trời nắng đẹp nè. Thấy là dự báo là nắng nguyên ngày hôm nay luôn. Oh, I knew you were gonna do that to me. I'm saying. Chị ở nhà ông bà nội từ tối hôm qua tới bây giờ 4 giờ chiều. Cái hoa này dễ thương, Kim rất là thích cái hoa nhỏ nhỏ này nè. Mà hôm bữa Kim đi, Kim không thấy cái bông này để mua về trồng. Cái bông này mỗi năm nó mọc lại đó mọi người, được xài lâu nè. I like this one pink. Mày không biết nó có nhiều màu hết chứ ha. Pinky. Bữa nay trời nắng, ông bà nội mở cái dù với cái ghế này ra ngồi nè.
Bà nội chi không có tự nhiên quay phim đó, cho nên là Kim không có quay đằng đó hả bà chú anh chị. Với lại đang nói chuyện với ba chi nữa, cho nên là Kim đi quay mấy cái hoa. Cái hoa này là cái loại hoa gì Kim không biết nữa, mà nó giống như cái dạng lavender. Nó không phải lavender, nó không giống cái kiểu lavender mà cái màu nó giống giống nè, mà có cái mùi cũng hơi giống giống nữa. Cái hoa này mỗi năm nó cũng mọc lại đó, hồi năm ngoái mẹ cũng có nữa. Bây giờ trời nắng Kim quay cái màu nó hơi chá chá đó, nhưng mà ở bên ngoài cái màu tím rất là đẹp không cô chú anh chị. Thấy nhà bà nội hoa đẹp không? Chi hôm qua Kim đi làm, ba chi dẫn chi đi học nhảy về xong rồi tắm rửa để cái đầu y nguyên luôn, không có cột tóc. Đầu cổ bù xù dẫn qua bà nội tới bây giờ. Bà nội cũng không biết cột tóc luôn mọi người. Bà nội đó giờ có hai người con trai, ba chi với lại chú, cho nên không có biết cột tóc, tết tóc gì hết trơn á. Bà nội rất là thích hoa màu tím luôn nè. Ở trong vườn nội chi có rất là nhiều hoa màu tím. Cái này cũng màu tím nữa nè cô chú anh chị. Đẹp chưa? Đây Kim cho cô chú anh chị xem. Hôm bữa cái đèn này mình thấy ở trong nhà bếp nè. Một cái chùm ba cái đèn, mà cuối cùng bây giờ mẹ không thích nữa, mẹ lấy ra đây mẹ trồng bông luôn. Đây. Mua cái đèn khác rồi. Là mới có cái đèn này cỡ mấy tháng thôi đó. Đây đằng kia một cái nữa kìa, không thích cô chú anh chị là bỏ luôn, là mua cái khác. Đó. Cái hoa này ở nhà Kim cũng có nữa. Hồi năm ngoái nhiều lắm mà năm nay nó mọc lại ít. Cái tên là gì tự nhiên Kim quên mất tiêu rồi ta. Mà nó đẹp ghê chưa nè. Dễ thương ghê chưa. Tại bây giờ đi đến nhà mẹ đó, cũng gấp gấp nói chuyện chút xíu rồi đón chi về. Rồi đi mua đồ ăn, đi siêu thị mua đồ ăn nữa. Cho nên Kim không quay nhiều, Kim quay thoáng thoáng qua như vậy thôi. Bà nội vô nè. Chị cầm gì á? Chị mang giày đàng hoàng và đi về nè con, bỏ thùng rác. Cái bên cái chậu hoa hồng của bà nội nè. Nên nó ra tược. Non ghê chưa, múp míp, hoa màu đỏ. Ôi bong bóng kìa chị, ai thổi bong bóng quá chừng kìa. Giặt đồ bên bà nội xong rồi nè, mời cô chú đem đồ về nhà phơi, trời nắng mọi người, phơi về đây. Không có sử dụng máy sấy ha. Phơi nắng nè. Ôi trời, bong bóng bay quá trời kìa chị kìa, thấy không? Quá trời bong bóng luôn. Em Chi đang đứng trên kia nhìn qua nhà người ta cho bong bóng kìa. Nhà Chi cũng có cái máy bong bóng mà để ngoài nhà, cái gì, cái nhà kho rồi. Để Kim lấy vô cho Chi chơi. Nó về nhà rồi nè mọi người. Mua đèn rồi hát của chú anh chị. Cuối cùng là định mua cái đèn giống như vậy nè, mà có cái đế á, là có màu giống như vậy hát của chú anh chị. Nhưng mà không tìm được của chú anh chị, không có màu. Có một cái mẫu hai vợ chồng Kim đều thích, Kim và Tony đều thích. Xong rồi đến hỏi á, thì người ta nói là đã hết rồi, cái mẫu đó không bán nữa, chỉ trưng vậy thôi và không bán nữa. Là cuối cùng á, là đi hết trong cái shop, không có một cái nào mà mua được hết trơn. Là Kim mua cái này. Ba cái này là để ngay chỗ cái quầy ba hả cô chú anh chị. Còn cái này là để ngay chỗ bàn ăn nè. Đó. Mới hôm đầu hai vợ chồng tính là không có mua màu đen. Cuối cùng là nhìn ở trong shop, bây giờ không có một cái nào mà để vừa ý, với lại nó đi chung một cái set, một cái bộ này nè. Một cái bộ như vậy mà nó có màu khác.
Mà kim thì lại không có thích những cái màu bạc hay cô chú anh chị, mấy cái màu này nè là kim rất là ghét luôn. Kim không có thích, không biết sao nữa, kim không thích cái đó, nó chói chói á, sao á. Xong rồi cuối cùng là lấy màu đen, lấy màu đen nhưng mà kiểu như là bây giờ không có theo cái ý của mình, cho nên là mình mua luôn đó. Tại vì ít bữa nữa là anh thợ điện đến rồi, nếu như mà không có đèn là anh sẽ không có đến nữa, mà nếu muốn gọi người ta đến nữa là phải trả thêm tiền. Nói trên cuối cùng mua bộ này. Ngày mai là sẽ có người đến gắn những cái này ha cô chú anh chị. Đây là gắn mặt đá ở trên đây, trên bếp và trên cái này nữa, và ở trên trong cái mặt tường đó nữa. Vẫn chưa có tô màu nữa cô chú anh chị. Lý do là chờ người ta gắn mặt đá. Gắn mặt đá xong rồi cái kim chỉ gắn đá xung quanh đây thôi. Còn phía bên đây nè, với lại trên đây là lắc gạch, mua cái gạch kiểu này nè mọi người. Là chờ gắn mặt đá xong rồi mới lắc gạch. Rồi lắc gạch xong rồi mới tô. Nó cho nên là vẫn chưa có xong. Bây giờ còn ba cái đó nữa là xong đó cô chú anh chị. Cái tủ lạnh kim vẫn chưa có tháo ra nữa. Đây. Mấy cái này kim vẫn chưa có tháo nè, kim vẫn để, tại vì tháo ra là kim sợ nó lung lay đó, khi mà mình di chuyển nó sẽ kêu lụp cụp, sợ nó rớt ra. Cái tủ lạnh này vẫn còn phải di chuyển ra nữa cô chú anh chị, phải kéo ra. Tô cái phía sau mặt cái tủ lạnh luôn, kim muốn tô luôn mấy tường á, với lại ở dưới đây người ta phải gắn nước vô nữa, kim vẫn chưa có xài gì hết á. Mấy cái lò nướng microwave xài được hết rồi nhưng mà kim vẫn chưa có xài luôn. Kim muốn khi nào mà xong hết, kim dọn dẹp xong hết thì kim mới xài tới cái nhà bếp, bây giờ vẫn chưa có xài gì hết trơn. Là ngày mai người ta đến gắn đó, xong rồi cái thợ sẽ đến lắc gạch, xong rồi cái tô. Nói như vậy nhưng mà chắc cũng phải hết một tuần nữa, hơn một tuần nữa mới xong đó cô chú anh chị. Tại vì những cái anh thợ mà tô này nè, lắc gạch này nè, không biết là khi nào đến. Hẹn rồi đó, gọi người ta cứ hẹn đó nhưng mà không biết khi nào. Rồi Tony đã bưng hết từ cái trên lầu xuống cho Kim nè, chén bát ly tách gì đó, đồ niêm hay là gia vị đồ ăn gì đó ở trên lầu bưng xuống hết. Tại vì tuần sau là anh sẽ đi công tác, anh sợ Kim là bưng nặng đó, bưng không nổi đó, cho nên là anh bưng xuống hết. Kim sợ bụi cho nên Kim đậy một cái lớp khăn lên trên nè để người ta làm không có bụi. Nhưng mà khi người ta làm xong á, mình phải rửa lại hết cô chú anh chị. Kim muốn rửa lại những cái chén dĩa với muỗng nĩa gì đó là rửa hết xong rồi mới đem bỏ vào những cái tủ này. Đó, bây giờ tạm thời là như vậy đó cô chú anh chị. Cái khung cửa sổ nhà bếp nhà Kim nè, phía sau nhìn ra ngoài nè mọi người. Bữa nay cũng có cái hoa màu tím đó, nó nở quá chừng luôn, là đẹp quá chừng luôn nè.